cắt đứt các nguồn lây nhiễm COVID-19 tại các kiệt hẻm, khu chung cư. Đây là một trong những nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh trong giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương vào chiều tối qua. Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, ngày 2 tháng 9 là ngày thứ hai liên tiếp có số ca mắc dừng ở hai con số. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế trên cơ sở kiểm tra, đánh giá các F0 phát sinh sau khi cách ly, tiến hành kiểm tra lại các khu cách ly trên địa bàn. Xem xét lại tình hình giám sát ở đây, đặc biệt kiểm tra việc tiếp xúc của những người trong khu cách ly. Bí thư Thành ủy lưu ý, mặc dù các địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch tại các kiệt hẻm, nhưng vẫn phát sinh ca bệnh, do đó cần quyết liệt hơn nữa. Hiện nay là chúng ta vẫn chưa cắt đứt được cái nguồn lây cũng như cái việc lây nhiễm ở ngay chính trong các cái khu này. Đấy, các đồng chí thấy mặc dù Thanh Khê chúng ta đã triển khai rất nhiều các cái biện pháp quyết liệt ở đây rồi, nhưng mà nó vẫn phát sinh ra. Nên là tôi đề nghị tất cả các quận huyện, các đồng chí phải triển khai một cách quyết liệt hơn nữa và chủ động trong việc áp dụng các cái biện pháp, kể cả những biện pháp giãn các cái nhân khẩu ở trong khu vực này. Liên quan đến việc tiêm vaccine, Bí thư Thành ủy đặt ra yêu cầu tổ chức tiêm nhanh và an toàn. Bà con cứ tranh thủ vừa đi tiêm lại vừa đi mua hàng thiết yếu nữa thì nó tạo ra một cái việc rất là lộn xộn trong cái quá trình đó. Thì tôi đề nghị ngành y tế phải có kế hoạch và chủ động để làm sớm, để khi mà tôi biết là trong tuần tới này sẽ có một cái lượng vaccine mới về, nên là đặt ra những cái yêu cầu để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu của người dân mong mỏi được tiêm vaccine, nhưng mà cũng phải đảm bảo được các cái yêu cầu về mặt an toàn. Nhưng cái quan trọng nữa là phải tăng được cái tỷ lệ tiêm thì chúng ta mới có cái cơ sở để tiếp tục tìm cái nguồn vaccine tiếp theo về cho thành phố. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, việc lây nhiễm trong khu phong tỏa, khu chung cư vẫn còn diễn ra. Trong các giải pháp đặt ra, các địa phương nên tính đến phương án giãn dân trong các khu vực nguy cơ để tránh lây nhiễm chéo. Chúng ta phải quan tâm tuyên truyền cho người dân khai báo cái triệu chứng ho sốt đối với lại các trạm y tế. Vì chúng ta đâu có xét nghiệm đâu, một thời gian vài ngày nữa ta chưa xét nghiệm, cho nên là đây là cũng là một cái mà chúng ta không kiểm soát được. Thì đề nghị là các địa phương và các cái cơ quan bố trí truyền thông của chúng ta, nhất là Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, anh đưa cái nội dung này là một chương mục chính, thường xuyên chạy cái này cho tôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngành y tế xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phù hợp với tình hình, tính toán năng lực tiêm vaccine đáp ứng nhu cầu thực tế. Các địa phương khẩn trương lập danh sách tiêm vaccine, kiện toàn lại các tổ hỗ trợ COVID-19 tại khu dân cư. Thanh niên, giáo viên, công chức của chúng ta ở dưới kia là một đồng, bởi vì chúng ta tới đây chúng ta cũng huy động tối đa là 30% lực lượng này thôi, ở đi làm việc thôi, chỉ còn lại gần như giáo dục chưa làm gì cả, cho nên còn lực lượng rất là lớn như kia, cho nên là huy động cái lực lượng này để mà chúng ta mới làm tốt được những cái yếu tố. Chứ còn tới đây chúng ta cũng mở ra một số cái thiên về sản xuất kinh doanh, các cái dịch vụ là chính, chứ còn cái mà người dân để ra đường thì cũng còn hạn chế, và chủ yếu là cung ứng lương thực thực phẩm qua shipper rồi qua các tổ dân phố này là chính, ở vùng vàng, còn vùng xanh thì có thể mở hơn một chút. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội trong mùa dịch, nhất là cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm cho người dân.